Xin chào anh chị và cô chú. Hiện tại em có mặt tại khu phố 4 của thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây. Từ trên cao em bay livecam quay xuống cho mọi người coi nè. Cái khu đất mà em muốn giới thiệu đến cho anh chị nè. Khu đất đang san lấp mặt bằng đó. Đẹp chưa? Thì cái mặt tiền này thì kêu bằng cái đường đường tránh thị trấn Vĩnh Bình nha. Cái đường tên là như vậy đó. Phía sau mình là trung tâm đô thị lớn nhất của thị trấn Vĩnh Bình nè. Bên hông thì có con đường nhựa đâm tới đất mình luôn. Bên hông nè. Nói chung á, là ở đây vô trung tâm đô thị là cả 1-2 phút là tới rồi. Con đường nhựa này thì mới mở. Hướng này ra quốc lộ 50 nè. Chạy cả 1-2 phút là tới. Chút xíu ở cuối video em sẽ chạy ra quay cho mọi người coi. Đường này thì người ta mở mở dịch vụ rất là nhiều, đường này cũng mới có hình thành đây thôi. Bao nhiêu xe tải xe đồ sau này ra con đường này người ta sinh hoạt hết nè. Đường này thì cũng mới lưu thông á mọi người. Ở bên hông của mình thì có một con đường vô trung tâm thị trấn nữa nè. Nói chung là hai bên hông đất của mình đó, bên khúc phía trước phía sau gì cũng có đường vô thị trấn hết. Ở đây là chủ đất của mình nè. Ở bên hông đất của mình có con đường nhựa nữa nè, thấy không anh chị? Đẹp chưa? Đường này thì cũng vô trung tâm thị trấn Vĩnh Bình luôn. Đó thì hồi nãy em đã bay cái livecam trên cao cho anh chị coi đó. Khu vực này kêu bằng con đường này mới mở nè, kêu bằng đường tránh thị trấn Vĩnh Bình. Thì ở đây là khu phố 4 của thị trấn Vĩnh Bình nha. Khu vực đây người ta xây nhà cửa lên cho thuê rất là nhiều. Cái hướng này nè, chạy ra quốc lộ 50. Chạy chừng 1-2 phút là tới rồi. Còn cái hướng ngược lại nha, hướng ngược lại thì mọi người chạy vô trung tâm thị trấn Vĩnh Bình luôn. Ngay cái cua chỗ này quẹo cũng được nè, đi chạy thẳng cũng được. Thì cái miếng đất em muốn giới thiệu đến cho anh chị là cái miếng đất này nè. Đã san lấp rồi. Thì nay mai gì người ta sẽ kêu cô bé vô sửa sang đồ lại, sang phẳng đồ lại nha. Đất mặt tiền trên con đường này luôn nè. Diện tích rất là ok luôn. Thì người ta sẽ cắt ra nha. Từ mấy cái cọc điện này nè mọi người. Từ mấy cọc điện này nha. Từ mấy cột điện này nè, người ta sẽ cắt đi ngang qua 7 mét. Tới chỗ này 7 mét nè. Đi sâu vô á, là 30 mét. Có 50 thổ cư. Coi như là cắt bãi 30 á. Có 50 thổ cư để bán cho mọi người. Đây là miếng đất nè. Người ta đã san lấp sắp xong rồi. Đây là phía sau nha, nãy em bay cái lá cam phía sau anh chị đã thấy rồi đó. Phía sau thì tới cái cột nè. Tới cột đó đó. Cột chỗ này nha. Ở đây thì mặt tiền đường này anh chị xây nhà buôn bán gì cũng được hết á. Ở cũng được, rất là mát luôn. Đất này thì hướng đông nha anh chị. Đất hướng đông xéo xéo hướng bắc chút, coi như là hướng đông bắc á. Thì cái diện tích của người ta cắt ra là 7-30, có 50 thổ cư thì nó 210 mét vuông nha anh chị. Thì ở đây là chủ kêu giá là 10.500.000 một mét vuông, coi như em nhân lên đó là 2 tỷ mốt mấy chục triệu đó anh chị. Miếng đất này thì có thương lượng nha. Anh chị nào muốn mua thì em sẽ cho gặp trực tiếp chủ để thương lượng với chủ luôn. Chút xíu các em chạy ra quốc lộ 50 quay cho anh chị coi. Khu vực đây người ta xây nhà đồ, người ta buôn bán luôn rất là nhiều. Đường này là đường mới mở. Thì để em chạy ra ngoài. Rồi thì bây giờ bắt đầu em sẽ chạy ra quốc lộ 50 nha. Chạy qua quốc lộ 50 để quay cho anh chị coi để biết địa bàn này nó có cái gì.
Ở đây thuộc đất đô thị của thị trấn Vĩnh Bình rồi. Ở đây là có dán keo xe nè, trung tâm sát hạch lái xe Sông Tiền. Ở đây là vô trung tâm thị trấn Vĩnh Bình, đường Nguyễn Thị Bãi. Khu này người ta mở nhà cửa lên rất là nhiều. Bên đây là khu nhà cho thuê xây cất chưa xong. Đó, người ta đang còn làm nữa đó. Cũng có một hai chỗ người ta vô sử dụng rồi nè. Đây biệt thự rồi ha. Nhà lầu nhà đậu quá trời luôn nè. Đây là quán cà phê. Cái miếng đất của mình thì băng ra ngay chỗ trung tâm của thị trấn Vĩnh Bình thì rất là gần luôn nha mọi người, anh chị. Đó, thì ngay chỗ miếng đất của mình thì có cái ngã ba đó, quẹo cái tới trung tâm thị trấn rồi. Cái này là cái vùng ven á, cái này là cái đường tránh của thị trấn Vĩnh Bình. Coi như là những xe tải lớn đâu á, những cái xe tải xe đồ á, thì người ta đi qua cái hướng này nè, người ta không cho vô thị trấn Vĩnh Bình đó hay sao á. Phía trước là quốc lộ 50 nha, quốc lộ 50 về thành phố Hồ Chí Minh. Phía trước mình quốc lộ 50 nè. Quốc lộ 50 hướng này thì về thành phố Hồ Chí Minh nè, cái hướng bên đây thì về thành phố Mỹ Tho. Rồi thì tới đây em kết thúc cái video nha mọi người. Anh chị nào mua thì liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp em nha.